tục chương trình thời sự trưa nay sẽ là một số thông tin trong nước đáng chú ý. Thường trực Chính phủ họp về công tác phòng chống COVID-19. Hà Nội xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ưu tiên tuyển lao động nghèo sang Hàn Quốc làm thời vụ. Thưa quý vị khán giả, hôm qua tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu không được để thiếu các trang thiết bị, sinh phẩm y tế phục vụ công tác phòng chống dịch, yêu cầu các bộ ngành, địa phương, nhân dân tiếp tục bình tĩnh, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là. Địa phương nào, bộ ngành, cá nhân nào không thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch cũng sẽ bị xử lý nghiêm. Cách ly giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 hoặc 19 kịp thời nghiêm túc không đồng nghĩa với thực hiện đồng loạt giãn cách xã hội ở địa phương, những cái vùng mà chưa có dịch xảy ra để đảm bảo hoạt động tối thiểu cần thiết, không đứt gãy nền kinh tế. Nhấn mạnh cuộc chiến chống COVID-19 đã bắt đầu ở thời kỳ cao, Thủ tướng hoan nghênh ngành y tế, các địa phương đã vào cuộc tích cực, đặc biệt là đã chi viện kịp thời cho vùng tâm dịch Đà Nẵng. Nhiều nhà hảo tâm, nhiều đơn vị tài trợ đã đóng góp vật tư, máy móc, tiền bạc, vật chất cho công tác phòng chống dịch. Thủ tướng quán triệt tinh thần tập trung cao độ, phản ứng nhanh và hiệu quả, huy động tổng lực, phối kết hợp tốt, nhuần nhuyễn giữa các lực lượng chống dịch, quyết tâm kiềm chế và kiểm soát tốc độ lây nhiễm ở mức thấp nhất. Tất cả các cấp các ngành, đặc biệt ngành y tế và các cấp có liên quan như công an, như quân đội và các lực lượng hỗ trợ tại địa phương cần tăng cường kiểm tra, rà soát các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn để ngăn chặn và xử lý các trường hợp không chấp hành như cách ly, các biện pháp phòng chống dịch tại bệnh viện, không khai báo y tế, không đeo khẩu trang v.v. hoặc là đã có biện pháp giãn cách ở phạm vi quy định quy mô lớn, yêu cầu ngành giáo dục và tất cả các địa phương rà soát hoàn chỉnh các biện pháp cụ thể phù hợp đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, lưu ý chủ động các biện pháp phòng dịch, tinh thần an toàn mới thi, bảo vệ cả thí sinh, thầy cô và phụ huynh. Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng trục lợi từ dịch bệnh, làm hàng gian, hàng giả, đặc biệt là với các thiết bị vật tư y tế. Các địa phương, các ngành có liên quan thực thi các biện pháp chủ động hơn trong phòng chống dịch, đảm bảo các hoạt động bình thường cần thiết ở địa phương. Hà Nội đã đưa ra chế tài xử phạt 13 hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch, trong đó có việc không đeo khẩu trang nơi công cộng. Từ ngày 7 tháng 8, Hà Nội sẽ triển khai các lực lượng xử phạt đối với những người không đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng. Theo đó, người không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt tiền tối đa đến 300.000 đồng. Người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa lên đến 5 triệu đồng. Nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tiền tối đa đến 7 triệu đồng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương của hai nước. Trong văn bản, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương tuyển chọn đúng đối tượng đáp ứng các yêu cầu đối với người lao động trong thỏa thuận ký kết, đặc biệt ưu tiên tuyển chọn người lao động thuộc đối tượng chính sách là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, thân nhân của người có công với cách mạng tại địa phương. Để hạn chế tình trạng lao động bỏ trốn, cơ quan cấp tỉnh quyết định các biện pháp ký quỹ, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, ký cam kết với cá nhân, gia đình người lao động, phù hợp tình hình thực tế tại địa phương và pháp luật trong nước. Trước thời điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 diễn ra, Văn Miếu Quốc Tử Giám tiếp tục đón nhiều sĩ tử đến cầu may, ước nguyện bình an trong đại dịch và đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Sáng 7 tháng 8, khách đến Văn Miếu Quốc Tử Giám, hầu hết là các em học sinh, chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng trong cuộc đời học trò, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo kế hoạch, 8 tháng 8, các em sẽ làm thủ tục thi, do vậy dù trời mưa, vẫn khá đông sĩ tử đến đây để cầu may. Nhiều em lựa chọn cho mình một món quà ý nghĩa khi ra về, như mua những thẻ cầu may hay xin chữ may mắn đỗ đạt. Theo thông tin từ Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến 11 giờ trưa ngày 6 tháng 8, đã có 10 triệu lượt tải ứng dụng Bluezone.
Kết quả này được tính dựa trên con số thống kê ở cả hai kho ứng dụng Android và iOS. Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dân trong trường hợp họ từng tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19. Với cơ quan chức năng, ứng dụng Bluezone sẽ giúp nhanh chóng khoanh vùng, xác định người có khả năng lây nhiễm COVID-19. Nhờ vậy, công tác dập dịch sẽ được triển khai chính xác, hiệu quả, không bỏ sót đối tượng. Đây hiện là phương thức hiệu quả và ít tốn kém nhất nhằm đối phó với đại dịch nguy hiểm này. Phần tin quốc tế sẽ có một số nội dung chính sau. Liban nghi ngờ vụ nổ tại Beirut có yếu tố bên ngoài. Số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng nhanh trên toàn cầu. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo đã có các cuộc điện đàm với người đồng cấp Philippines và Malaysia nhằm thảo luận về vấn đề Biển Đông. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Philippines Teodoro Locsin đã có cuộc điện đàm trao đổi về những thay đổi gần đây trong chính sách của Mỹ về vấn đề Biển Đông, trong đó có các yêu sách hàng hải và sự ủng hộ của Mỹ đối với các nước Đông Nam Á trong việc giữ vững chủ quyền trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Pompeo đã điện đàm với người đồng cấp Malaysia Hisamuddin Hussein để thảo luận về mối quan hệ đối tác song phương và trật tự hàng hải tại Biển Đông, nhấn mạnh việc tôn trọng luật pháp quốc tế và trật tự hàng hải dựa trên những quy định ở Biển Đông. Ngoại trưởng Malaysia cũng khẳng định các vấn đề liên quan đến Biển Đông cần phải được giải quyết một cách hòa bình dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Hôm qua, Tổng thống Liban cho biết ông không loại trừ khả năng vụ nổ kinh hoàng tại thủ đô Beirut hồi tuần này là do tấn công bằng bom hoặc tên lửa. Tuy nhiên, ông không muốn mở một cuộc điều tra quốc tế về thảm họa này, theo như lời kêu gọi của nhiều nước trên thế giới. Trong một tuyên bố, Tổng thống Michel Aoun cho rằng nguyên nhân gây nổ có thể do bất cẩn hoặc có sự can thiệp từ bên ngoài bằng tên lửa hoặc bom. Mặc dù vậy, Liban sẽ không mở cuộc điều tra quốc tế vì lo ngại các thông tin có thể bị bóp méo. Cũng theo Tổng thống Aoun, qua vụ nổ này, Liban cần xem xét lại phương thức hoạt động của chính phủ để có thể đưa ra phản ứng nhanh hơn trong các tình huống khẩn cấp. Vụ nổ kinh hoàng hôm 4 tháng 8 tại một nhà kho ở cảng Beirut khiến ít nhất 154 người chết, hơn 5.000 người bị thương và gây thiệt hại ước tính chừng 3 tỷ đô la Mỹ. Theo số liệu thống kê trên trang WonderMotet, tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, trên toàn thế giới ghi nhận gần 19,5 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2, khiến hơn 720.000 người tử vong. Mỹ vẫn chịu thiệt hại nặng nề nhất với hơn 5 triệu ca bệnh và gần 163.000 ca tử vong. Brazil đứng thứ hai với gần 3 triệu ca nhiễm và gần 100.000 ca tử vong. Tại châu Âu, làn sóng COVID-19 thứ hai đã buộc nhiều nước phải áp đặt các biện pháp siết chặt mới. Đức yêu cầu từ ngày 8 tháng 8 sẽ xét nghiệm đối với người trở về từ các khu vực có nguy cơ như các nước ngoài Liên minh châu Âu EU và một số tỉnh của Bỉ, Tây Ban Nha. Tương tự, Áo thông báo sẽ ban hành cảnh báo đi lại với Tây Ban Nha. Trong khi đó, Phần Lan tăng cường kiểm soát với những người đến từ Bỉ, Hà Lan và Andorra. Anh tái áp đặt cách ly đối với những người đến từ Bỉ, Andorra và Bahamas. Tại nhiều quốc gia châu Á, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Ấn Độ đã ghi nhận trên 2 triệu ca mắc COVID-19 sau khi chứng kiến số ca mắc mới tăng kỷ lục trong 24 giờ trước đó. Với gần 63.000 ca, Nhật Bản cũng chứng kiến số ca mắc mới cao kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát hồi tháng 1, khi có tới gần 1.600 số ca nhiễm được ghi nhận trong ngày 7 tháng 8. Nhiều nước châu Á khác cũng ghi nhận số ca mắc mới cao, gồm có Australia, Philippines, Indonesia, Iraq, Iran và Bangladesh. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lan rộng và diễn biến phức tạp, các nước đang phải ra sức đẩy nhanh công tác điều chế vaccine nhằm nhanh chóng tìm ra phương pháp đối phó hiệu quả với dịch bệnh nguy hiểm này. Liên minh vaccine Gavi hôm qua thông báo đã đạt thỏa thuận đẩy nhanh quá trình sản xuất và chuyển giao 100 triệu liều vaccine cho các nước đang phát triển trong năm 2021. Nhật Bản và Thụy Sĩ cũng thông báo đã đạt thỏa thuận mua hàng triệu liều vaccine để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước trong tương lai. Trong khi đó, một công ty công nghệ sinh học của Hàn Quốc được chính phủ cấp phép thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa COVID-19 trên người giai đoạn 1. Còn Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp hoặc liên kết giúp Philippines sản xuất vaccine trong bối cảnh Moscow dự kiến sẽ cấp phép lưu hành vaccine nội địa đầu tiên ngay trong tháng này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa 8 tháng 8 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.